Chào mừng quý anh chị đến với channel Thể Hình Online, kênh tin tức, kiến thức thể hình dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập lưng của giáo án FS7. Trên màn ảnh của chúng ta là huyền thoại huấn luyện viên thể hình thế giới Henry Rambo. Và các đấu sĩ của chúng ta ngày hôm nay cũng là những chiến binh huyền thoại Hadi Chopin, Mohamed Fuller, Andre Dieu. Một trong những điều tôi khuyên Hadi thực hiện và cũng là điều tôi muốn tất cả mọi người làm, đó là khi bạn tập bài khởi động, bạn cố gắng không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đừng làm 15-20 lần ở những set nhẹ, hãy làm 8-10 lần để làm nóng cơ một cách tốt hơn, sau đó dừng lại và thêm trọng lượng. Như vậy, bạn sẽ có đủ năng lượng để thực hiện các bài tập nặng hơn sau đó. Kiểm soát cân nặng và đảm bảo rằng thực sự có thể tập luyện với mật độ cơ bắp ổn định. Hãy làm tốt nhất có thể nào, bạn có thể làm được. Nào, cố lên anh bạn. Cố gắng căng cơ ra nào. Cố gắng căng cơ ra nào. Đúng rồi, làm tốt lắm. Căng hơn nữa nào. Một lần nữa, giống vậy. Bạn có thể làm hơn được mà. Tôi tin là bạn làm được. Đẩy lên. Tốt lắm. Lần cuối. Lần cuối nào. Làm tốt lắm. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Keep going. You can't snap that back. Come on. Nào, cố lên anh bạn. Tiếp tục nào. Cố lên. Kéo thẳng lưng. Rất tốt anh bạn. Cố gắng hơn nào. Hơn thế nữa. Đúng rồi. Càng hơn nữa nào. Cố gắng kéo căng càng nhiều càng tốt. Và tránh để bị tổn thương nào. Ok. Đúng rồi. Rất tốt.
kéo căng lên. Làm tốt lắm. Tiếp tục. Kéo lên. Kéo lên. Tốt lắm. Siết chặt lại. Tốt lắm. Uốn lưng. Luôn nhớ là phải uốn lưng nha. Rất tốt. Bây giờ kéo khuỷu tay về sau và giữ lại. Siết chặt. Tốt lắm anh bạn. Siết chặt. Tốt lắm. Vậy làm sao về việc kéo và siết? Bài tập này hoàn toàn xoay quanh các góc độ để tập vào phần giữa lưng. Chúng tôi cố gắng kéo ngay vào phần sườn trên đó để bạn có thể kéo và siết. Và làm thế nào bạn có thể biết nó quá nặng hay không? Là liệu bạn có thực sự có thể tạm dừng việc này trong một vài giây hay không? Tiếp tục. Tốt lắm. Chính xác. Tốt lắm. Tiếp tục nào. Cố gắng hơn nữa. Đúng rồi, hai lần nữa. Thêm lần nữa. Tuyệt vời. Tuyệt vời anh bạn. Đúng rồi, chính xác. Giữ như thế. Kéo ra nào. Kéo. Tiếp tục kéo. Tốt. Bạn thấy ổn chứ? Ok, yeah, tôi ổn. Đừng nâng lên quá cao. Đó, kéo ngang sàn đất. Ở đó, đúng rồi. Tiếp tục. Tiếp tục nào. Tiếp tục cố gắng nào anh bạn. Tốt lắm. Oh, wow. Khó hơn nhiều so với tôi nghĩ. Rất tuyệt vời. Yeah, cố lên anh bạn. Tiếp tục cố gắng luyện tập nào. Cảm ơn quý anh chị đã xem video tại kênh Thể Hình Online, kênh tin tức kiến thức thể hình dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị phân phối supplement dưới đây chính hãng hàng đầu với hệ thống phân phối lớn nhất Việt Nam. Quý anh chị có thể truy cập thol.com.vn hay gọi tới hotline 1900 2050 để liên hệ mua hàng.
kéo căng hơn nữa nào, hơn thế nữa, đúng rồi. Đơn giản, không vấn đề gì. Bạn đang làm tốt đó. Kéo căng hơn nữa nào. Tốt, lần nữa, thêm lần nữa, tuyệt vời, lần cuối, căng hơn nào, tốt lắm, tiếp tục. Được rồi mọi người, chúng tôi vừa mới hoàn thành buổi tập lưng với Andrew Mohammad và Hadi. Buổi tập lưng hôm nay chúng ta thực sự tập trung vào nhiều động tác kéo lưng. Hadi đã kết thúc bằng một số set kéo đất với 5 đĩa tạ cho nhiều lần tập lại để xây dựng sức mạnh cơ bản mà anh ấy đã giữ được trong suốt quá trình chuẩn bị. Chúng tôi còn hơn 7 tuần trước giải đấu Olympia 2022 và chúng tôi đang ở Dubai, đang có thời gian tuyệt vời với tất cả đồng đội, các vận động viên hàng đầu. Chúng tôi rất nhớ Derek và chúng tôi sẽ đón anh ấy ra đây lần sau, nhưng chắc chắn không nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi vì chúng tôi biết Derek đang cần tập trung và phải đối mặt với nhiều áp lực. Nhưng cuối cùng chúng tôi thấy rất yêu mến tất cả mọi người ở đây, rất vui được gặp lại tất cả mọi người sau 3 năm với Dubai và tận hưởng sự ủng hộ của tất cả fan hâm mộ. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ của bạn. Cảm ơn quý anh chị đã xem video clip này. Kiến thức thể hình, khoa học dinh dưỡng được chúng tôi liên tục cập nhật trên website thehinhonline.com.vn. Truy cập để biết thêm thông tin hữu ích. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của mình dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, xin quý anh chị hãy bấm theo dõi kênh để ủng hộ chúng tôi quý anh chị nhé. Ngoài ra, nếu quý anh chị có nhu cầu chọn mua những dòng supplement uy tín, chất lượng, vui lòng ghé thăm THOL Store, siêu thị supplement chính hãng USA.